Cả nhà mình ơi, hôm nay em A7 các bạn làm hai loại bơ nữa. Một là loại bơ hạt cashew, nghĩa là hạt điều với hạt hạnh nhân và hạt chia, rất là ngon, giàu hàm lượng chất béo tốt, giàu hàm lượng protein, cho dùng các bạn dùng loại bơ này để ăn sáng hay làm smoothie rất là ngon. Một loại bơ nữa thứ hai đó là bơ lạc với hạt cacao, bột cacao rất là ngon. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đi làm hai loại bơ lạc ngày hôm nay nhé. Đây là cái máy tớ chuẩn bị làm món bơ lạc với cacao rất là ngon, không đường, không dầu ăn. Hôm nay Emma sẽ bày với các bạn làm cái món bơ lạc này cho các bạn ăn sáng, ăn bánh mì hoặc các bạn làm sinh tố, các bạn cho bơ lạc vào rất là ngon nhé. Thì tớ sẽ dùng đỗ lạc đã rang sẵn. Đỗ lạc các bạn cho đỗ lạc đã rang sẵn. Tùy theo đỗ lạc các bạn cần dùng nhiều hay dùng ít các bạn cho vào nhé. Các bạn cho khoảng 4-5 lạng tùy theo sở thích của mình. Tớ cho chỗ này là khoảng 4 lạng đấy, vì tớ làm nhiều một lúc. Tớ hay ăn cái món này ăn sáng cho nên là các bạn cho vào các bạn. Đỗ lạc nhớ là đã rang rồi nhá. Sau rồi đó mình sẽ cho vào, rất là ngon. Sau đó tôi sẽ cho một thìa hạt chia này, tăng thêm chất xơ của cái món này. Cho thêm 2 thìa đi. Tiếp theo nữa là tôi sẽ cho bột cacao. Các bạn dùng bột cacao nguyên chất như em đang dùng bột cacao của hãng này. Các bạn dùng bột cacao cho vào đây. Các bạn cho khoảng 1 tablespoon lớn như này vào đây để xem nó có cái màu. Món này rất là ngon nhá, rất là ngon, rất là healthy luôn. Như bạn nào làm hay ăn healthy thì cho 2 tablespoon thì rất là nhiều. Và tiếp nữa các bạn sẽ cho một cái loại bột nữa là cái bột lanh vào, cho hạt lanh vào các bạn nhé. Thì các bạn có thể dùng hạt lanh các bạn đã xay sẵn rồi các bạn cho vào, hoặc là các bạn hạt lanh mà các bạn rang chưa kịp xay thì em cho dùng cái loại hạt lanh đã xay sẵn rồi. Còn 1 tablespoon hạt lanh này đã xay sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ xay để làm món bơ lạc này siêu ngon luôn. Bây giờ vào mình xay nhá. Rang mình xay nó một lúc, các bạn thấy là nó rất đặc và nó quyện lại với nhau. Em vừa thử nó hơi bị đắng bởi vì mình cho nhiều cacao, cho nên là tôi sẽ cho thêm một chút mật ong vào để cho nó dung hòa cái vị đắng của cái bơ lạc này đi. Cho nên các bạn hãy cho một chút mật ong vào nhé. Nếu như các bạn thích nó hơi ngọt ngọt một chút này thì cậu con trai tớ sẽ rất thích ăn hơn. Được sợ đắng thì các bạn ấy sẽ khó ăn. Tớ sẽ cho một chút thôi. Cho khoảng 2 tablespoon mật ong vào cho nó có vị ngọt ngọt một chút. Cả nhà ơi, mình xay một lúc. Các bạn xay tùy theo cái máy. Cái máy nhà tớ xay cái này nó cũng mất một thời gian đấy. Để xay nó mịn như thế này các bạn nhé. Nếu như máy các bạn khỏe hơn, các bạn xoay rất là mịn, rất là nhanh. Đây, các bạn thấy nó rất là đặc và rất là ngon đúng không? Thì cái nếu như các bạn mà muốn thấy nó kiểu là nó ướt hơn mà thêm dầu hơn ấy nữa thì các bạn có thể cho thêm một chút dầu rửa, dầu ô liu vào đây, nhưng mà tớ đang hạn chế không cho nhiều dầu mà tớ chỉ dùng có mỗi bơ lạc nguyên chất, cho thêm một chút mật ong vào thế thôi và sẽ rất là ngon các bạn. Cái món này các bạn cho vào tủ lạnh nhé. Bây giờ Emma sẽ bỏ ra sẽ làm thêm một loại bơ lạc khác nữa cho mọi người. Hôm nay sẽ bày mọi người hai các loại bơ, các loại hạt. Nhìn ngon nhỉ. Nhớ thích xay mịn nữa các bạn, để cho xay mịn nó hơn nữa nhé. Sau khi mà bỏ cái bơ lạc, sau mình lấy bơ lạc với bột cacao rồi, bây giờ mình làm thêm một loại bơ nữa. Vì tiện tớ đang lôi máy ra tớ làm luôn hai loại bơ mà tớ rất yêu thích sử dụng. Đó là gồm có hạt cashew mà các bạn đã rang rồi nhé. Chín hạt này cho vào một bát hạt cashew này. Và một bát hạt hạnh nhân, một hạnh nhân cũng rang rồi nhé. Khi mà mình rang này rất là thơm và ngon. Và mình sẽ cho khoảng 3 tablespoon hạt chia này vào tăng chất xơ cho món này. Sẽ rất là ngon, và bây giờ các bạn cũng xay như bình thường thôi. Mình sẽ xay cho nó rất là mịn nữa nhé. Rồi, em sẽ chế độ xay. Thấy khi xay một lúc nó rất là mịn như thế này. Bây giờ tôi sẽ cho thêm một chút, đó là chút hương vị vanilla cho nó thơm. Thơm thơm. Một teaspoon vanilla, nếu các bạn có thì cho, không có thì không cho nhá. Cho thêm một chút mật ong vào cho nó dễ ăn đi. Cho nó thêm một chút ngọt ngọt cho nó dễ ăn. Có mật ong cũng được mà không cho cũng được nhá, tùy theo sở thích của các bạn nhá. Cho khoảng 2 tablespoon mật ong vào cho nó dễ ăn với bánh mì, nó rất là ngon. Còn nếu như bạn không có thì không nhất thiết phải cho nhá. Nhưng mà tớ muốn cho nó ngon ngon một chút thì tớ phải cho thêm một chút mật ong vào. Đó, các bạn xay tiếp cho nó mịn không?
Các bạn ơi, thấy nó đã mịn chưa? Rất là mịn rồi các bạn này. Bây giờ mình sẽ cho ra thôi. Bây giờ mình sẽ có hai loại bơ rồi. Bơ có loại hạt rất nhau, nó rất là đặc và mịn rồi. Em An sẽ cho ra nhá. Các bạn nhớ bảo quản cái này ở trong ngăn mát, trong tủ lạnh nhá. Cái này các bạn làm smoothie này hay là các bạn ăn bánh mì buổi sáng tuyệt vời, siêu ngon. Tôi sẽ cho ra đây. Trong hai mẻ bơ, một là bơ lạc với cacao rất là ngon để ăn bánh mì, và một nữa là bơ các loại hạt gồm có hạnh nhân và cashew và hạt chia. Hai loại bơ này các bạn sẽ cho vào bình thủy tinh để trong tủ lạnh, các bạn dùng dần thì khi nào hết lại dùng làm tiếp. Món bơ này sẽ rất là ngon, mình ăn bánh mì hoặc khi làm smoothie, hoặc các bạn làm bánh các bạn cho bơ này vào ăn cùng sẽ rất là ngon. Thực ra cái máy của Emma, em dùng cái máy Cuisinart kia, nó không được mịn lắm, hình như nó chỉ chóp thôi, cho nên là nó không được mịn giống như kiểu của nó mịn kiểu thành nước ra, nhưng bởi vì do là cái máy này nó là xay khô, cho nên là trước nữa tôi thử cho vào cái máy Vitamix tôi xay lại lần nữa xem nó có được mịn mịn nữa hay không. Thế nhưng đây là một trong những cách làm bơ rất là đơn giản tại nhà, các bạn có thể tự làm tại nhà rất là ngon nhé. Thì sau video ngày hôm nay, Emma cảm ơn các bạn đã theo dõi rất là nhiều, hẹn gặp lại trong những video lần tới.